Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. Xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành diễn ra thuận lợi ngay từ đầu năm. Tin quốc tế, Mỹ-Trung Quốc cam kết giải quyết các bất đồng và tìm kiếm cách thức hợp tác nhằm đối phó với những thách thức toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Xử lý chất thải chăn nuôi và vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật là một trong những ưu tiên bảo vệ môi trường sống khu vực nông thôn được tỉnh Lào Cai chỉ đạo triển khai. Trong đó, mục tiêu có ít nhất 80% chất thải chăn nuôi và 60% phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng, tái chế. 95% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom và xử lý theo quy định. Để hoàn thành các mục tiêu, giải pháp được triển khai là xây dựng và nhân rộng các mô hình xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn chất thải cho sản xuất nông nghiệp và các mục đích khác. Các mô hình quản lý chất thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp. Đầu tư trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện thu gom, lưu trữ và vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Nhân rộng các mô hình quản lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng phù hợp với từng địa phương. Năm 2022, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng mới hơn 800 dự án, công trình thuộc lĩnh vực giao thông vận tải xây dựng. Trong đó, một số công trình giao thông quan trọng, quy mô lớn được đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp. Sau khi hoàn thành, các công trình này sẽ dần hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Năm 2023, để việc triển khai các dự án giao thông xây dựng đảm bảo đúng tiến độ, tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ nhóm giải pháp trọng tâm. Đó là hoàn thiện các đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trọng điểm, tập trung hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, có tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngành chức năng, các đơn vị phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo cho các công trình, dự án được triển khai theo kế hoạch. Sở Giao thông Vận tải Xây dựng tỉnh Lào Cai vừa thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh. Hoạt động kiểm tra nhằm mục đích chấn chỉnh, tăng cường quản lý trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, siết chặt việc thực hiện kỷ luật kỷ cương, quy trình kiểm định, việc chấp hành các tiêu chuẩn kỹ thuật, trang thiết bị, dây chuyền kiểm định, góp phần nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện giao thông. Xử lý nghiêm các vi phạm đối với tổ chức cá nhân nếu có trong công tác kiểm định. Thì hiện tại trong những các cái cung đoạn làm kiểm tra thực tế hiện trường thì đối với kết cấu và hạ tầng thì là cơ bản là phù hợp với theo quy định. Trên cái dây chuyền thì cơ bản là cũng đã thấy rằng là cái phương pháp làm việc, thế rồi cái cung đoạn là rất là đầy đủ, đảm bảo được công tác kiểm định tiếp tục. Tại các đơn vị được kiểm tra cho thấy, cán bộ, đăng kiểm viên, người lao động đều thực hiện đúng các quy định của pháp luật, không có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu. Thực hiện các công đoạn kiểm định thì theo đúng quy định của pháp luật, không bỏ sót, không làm thêm, không gây phiền hà cho chủ xe cũng như là lái xe và đặc biệt là chủ các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn. Chính vì thế cho nên là tuy rằng thời gian hoạt động chưa lâu nhưng chúng tôi đã khẳng định được thương hiệu của mình tại địa bàn tỉnh Lào Cai và các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng tăng cường kiểm tra các phương tiện vận tải như cơi nới thành thùng, xe khách cũ, kém chất lượng, hết niên hạn sử dụng và quá hạn kiểm định vẫn tham gia giao thông, kịp thời phát hiện các phương tiện vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, việc Trung Quốc nới lỏng công tác phòng chống dịch giúp năng lực thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành diễn ra thuận lợi ngay từ đầu năm 2023. Thời điểm cận Tết, trung bình mỗi ngày có khoảng trên 100 phương tiện chở hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành. Con số này tăng gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2022.
trong đó quả chuối tươi của Việt Nam xuất khẩu thuận lợi nhất. Doanh nghiệp này cho biết mỗi ngày có 200 tấn chuối được thông quan. Năm 2022 do dịch bệnh nên là cái việc xuất khẩu chuối của chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong cái thời gian vừa qua ấy, thì chuối cũng đã xuất khẩu thuận lợi hơn rất là nhiều. Bản thân quả chuối là được các ban ngành của tỉnh Lào Cai tạo điều kiện rất là tốt. Thanh long vốn là trái cây xuất khẩu nhiều nhất qua cửa khẩu Lào Cai. Nhưng năm 2022, do việc siết chặt phòng chống dịch đối với xe container lạnh, sản lượng thanh long xuất sang Trung Quốc giảm tới 90%. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm nay, trung bình mỗi ngày có 800 đến 1.000 tấn thanh long được xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành. Năm 2023 này, Trung Quốc tiếp tục tháo dỡ cái biện pháp phòng dịch và cho lái xe của phía Việt Nam sang phía Trung Quốc để trao trả hàng được thuận tiện. Tôi rất mong muốn là trong cái thời gian tới là cái sản lượng hàng nông sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc được rất nhiều. Theo số liệu của Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, từ đầu năm đến nay có 12 mặt hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành đạt kim ngạch 6 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, ngoài gia tăng năng lực thông quan một số nông sản truyền thống, một số loại hoa quả tươi mới đã được xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai. Hải quan Trung Quốc cũng có ký cái hiệp định thư với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam về việc xuất khẩu một số mặt hàng hoa quả tươi của Việt Nam. Đó là cái tín hiệu rất là tích cực cho những cái việc phát triển kinh tế nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng. Sau Tết Nguyên đán, phía Trung Quốc sẽ gỡ bỏ hoàn toàn lái xe trung chuyển. Phương thức thông quan hàng hóa sẽ khôi phục như trước thời điểm dịch. Điều này được hứa hẹn sẽ giúp cho việc xuất khẩu nông sản được thuận lợi hơn, hạn chế được rủi ro cho doanh nghiệp. Cùng với việc tạo điều kiện tốt nhất cho nông sản xuất khẩu, các lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai thường xuyên cập nhật sự thay đổi về chính sách từ phía Trung Quốc tới các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Tiếp theo là thông tin thị trường vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Càng vào cận Tết, nhu cầu hàng hóa ký gửi xe khách càng cao. Tuy nhiên, mức cước phí của các nhà xe đều cơ bản được giữ nguyên. Mỗi gói, thùng hàng gửi tối thiểu là 30.000 đồng. Tùy vào cân nặng, kích thước và nơi nhận xa hay gần, giá cước có thể thay đổi. Các mặt hàng ký gửi chủ yếu là đồ gia dụng, vật dụng thiết yếu, thực phẩm, nông sản, phục vụ cuộc sống. Di chuyển bằng xe khách dịp này cũng tăng cao. Giá vé xe khách từ thành phố Lào Cai đến các huyện, thị xã trong tỉnh từ 40 đến 50.000 đồng một lượt. Với các tuyến xe Lào Cai, Hà Nội, mức giá trung bình là 250.000 đồng một người với xe thường. Còn xe chất lượng cao, giá vé 350.000 đồng một người. Các nhà xe đều cam kết không tăng giá vé ngày Tết. Tại thành phố Lào Cai, hiện đang có rất nhiều đơn vị, cá nhân nhận vận chuyển, ship hàng trong nội thành. Giá ship thấp nhất cho một đơn hàng là 10.000 đồng và cao có thể lên tới 40.000 đồng tùy khoảng cách. Nếu nhiều đơn hàng, mức cước phí được tính giảm đi. Dịp Tết, nhu cầu tăng cao, nhiều shipper nghỉ, giá một đơn ship cũng có tăng so với ngày thường. Hơn một tuần trở lại đây, giá rau xanh tại các chợ dân sinh trên thị trường đột ngột giảm mạnh. Nhiều loại rau giá đã giảm một nửa so với thời điểm đầu tháng 1 năm 2023. Hiện các loại rau cải ngọt, cải bẹ vàng, cải thảo, xà lách, cải ngồng, cải cúc được tiểu thương bán ở mức trung bình từ 10 đến 15.000 đồng một kg, giảm khoảng 10.000 đồng một kg. Su hào, su su, bí đỏ cũng có giá tương đương, cao nhất là nhóm rau thơm, rau mùi thì là rau răm, rau húng cũng chỉ từ 40 đến 50.000 đồng một kg. Theo nhiều tiểu thương, giá rau giảm mạnh là do nguồn cung dồi dào. Ngoài rau của nông dân trong tỉnh, các đầu mối cũng nhập rau từ các tỉnh vùng thấp lên để bán. Trong khi đó, nhờ thời tiết thuận lợi, nhiều gia đình có thể tự trồng rau nên nhu cầu đi chợ giảm đáng kể. Theo kế hoạch, thành phố Lào Cai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp với thời lượng 15 phút từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 21 tháng 1 năm 2023, tức ngày 30 tháng Chạp âm lịch. Hai địa điểm bắn pháo hoa cùng nằm trên khu vực đường D1, bờ kè sông Hồng thuộc địa phận phường Lào Cai. Đối diện khu vực sân khấu phố đi bộ tại đường Đinh Lễ, phường Cốc Lếu. Tại hai điểm bắn sẽ có 150 dàn pháo hoa tầm thấp được bắn liên tục kéo dài 15 phút. Để chuẩn bị cho hoạt động này, thành phố Lào Cai đã ban hành kế hoạch, phân công cụ thể cho từng cơ quan đơn vị.
sẽ có 12 người trực tiếp thực hiện công tác đốt pháo. Các phường, cơ quan, đơn vị liên quan cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, nhân lực để phối hợp trong công tác tổ chức sự kiện bắn pháo hoa đêm giao thừa. Việc tổ chức bắn pháo hoa được Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai thực hiện từ kinh phí xã hội hóa hơn 1 tỷ đồng. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, từ giữa tháng 11 năm 2022 đến nay, Công an huyện Văn Bản đã triệt phá nhiều vụ liên quan đến ma túy. Cụ thể, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an huyện và Công an các xã thị trấn đã khám phá 8 vụ phạm tội về ma túy, bắt và xử lý 13 đối tượng về các tội danh vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 770 gram heroin, 110 gram thuốc viện. Thông qua tháng cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đã góp phần hạn chế, ngăn ngừa tình trạng tội phạm liên quan đến lĩnh vực này. Đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán để nhân dân vui xuân đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh và an toàn. Theo Nghị định 100 của Chính phủ, khi đi qua hầm đường bộ, người điều khiển xe phải đảm bảo bật đèn chiếu sáng đúng quy chuẩn. Với hành vi không bật đèn xe trong hầm đường bộ, có thể bị phạt tới 1 triệu đồng. Cụ thể, mức phạt đối với hành vi điều khiển xe trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng gần đối với xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô là từ 800.000 đồng cho đến 1 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng nếu gây tai nạn giao thông. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, mức phạt là từ 400.000 cho đến 600.000 đồng, bị tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng nếu gây tai nạn giao thông. Để bảo đảm an toàn khi điều khiển xe qua hầm đường bộ, mọi phương tiện đi trong hầm phải chú ý luôn luôn bật đèn chiếu sáng gần, chạy đúng tốc độ cho phép, không sử dụng còi xe, đảm bảo giữ khoảng cách an toàn, không được vượt, dừng đỗ hay quay đầu xe, lùi xe. Tiếp tục chương trình, hơn 4.400 tỷ đồng hỗ trợ người lao động dịp Tết. Nghị viện châu Âu bầu phó chủ tịch mới. Tiếp tục chương trình là những thông tin thời sự trong nước. Thưa quý vị và các bạn, hơn 4.400 tỷ đồng là số tiền các cấp công đoàn trong cả nước dành chăm lo hỗ trợ cho hơn 6,5 triệu lượt người lao động. Trong đó, công đoàn các cấp đã hỗ trợ quà và tiền mặt cho gần 4,5 triệu lượt đoàn viên người lao động với tổng số tiền hơn 4.239 tỷ đồng. Hỗ trợ vé tàu xe, máy bay, bố trí chuyến xe đưa đón đoàn viên, người lao động về quê đón Tết, trao tặng mái ấm công đoàn. Tại Lào Cai, với phương châm không để người lao động nào không có Tết, trong chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng trên 5.000 suất quà cho đoàn viên, công nhân, người lao động thuộc 15 công đoàn, tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng, hỗ trợ 9 gia đình làm nhà mái ấm công đoàn trị giá 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, chợ Tết Công đoàn 2023 cũng đã cung cấp hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương đã yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm. Cụ thể, Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ trong việc xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp kiểm tra việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ và hệ thống phân phối của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm theo quy định. Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai đã kiểm tra 28 cơ sở kinh doanh xăng dầu, xử lý 4 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Tết Nguyên đán cận kề tại các địa phương trên tuyến biên giới, hoạt động buôn lậu diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, rất cần sự vào cuộc phối hợp đồng bộ của lực lượng chức năng từ biên giới đến nội địa. Cửa khẩu quốc tế Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn những ngày cuối năm, các xe hàng luôn được kiểm soát chặt chẽ bởi nguồn tin nghiệp vụ. Những năm trước, các đối tượng gửi hàng qua đường mòn lối mở, địa hình hiểm trở, thì năm nay các đối tượng thay đổi phương thức, lợi dụng ưu đãi luồng xanh thông quan nhanh chóng để buôn lậu. Lực lượng chức năng phải tăng cường phối hợp phát hiện những xe hàng có biểu hiện nghi vấn. Đồn biên phòng Tân Thanh cũng đã là xây dựng các kế hoạch giao cho trạm là trạm triển khai thực hiện theo cái kế hoạch dựa trên kế hoạch của đồn để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống buôn lậu gian lận thương mại qua cửa khẩu của trạm. Từ đấy kế hoạch hóa cụ thể từng nhiệm vụ cho từng vị trí để làm sao cái việc triển khai nhiệm vụ nó được một cách là thuận lợi. Khi các tuyến đường bộ, cửa khẩu bị siết chặt, các đối tượng buôn lậu chuyển hướng mạnh sang vận chuyển bằng đường biển.
Giáp Tết Nguyên đán 2023, lực lượng chức năng đã triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu xăng dầu, thuốc lá, rượu bia trên đường biển. Theo thông lệ thông thường hàng năm thì vào cuối năm thì hoạt động sản xuất kinh doanh bao giờ cũng tăng trưởng mạnh, cái nhu cầu của người tiêu dùng cũng rất là lớn, cho nên các đối tượng trong cái thời điểm này cũng sẽ lợi dụng mà để tiến hành các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Năm 2022, lực lượng chức năng cả nước phát hiện xử lý trên 139.500 vụ việc, thu nộp, thu ngân sách nhà nước trên 12.800 tỷ đồng, trong đó khởi tố hình sự 642 vụ, 720 đối tượng. Trong các chương trình thời sự tối và đêm nay trên sóng truyền hình Lào Cai, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Nhiều hoạt động thắm tình hữu nghị tại chương trình liên hoan văn nghệ chào xuân qua biên giới và liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam Trung Quốc năm 2023. Chợ phiên vùng cao Simacai, điểm nhấn văn hóa, nơi gặp gỡ, giao lưu của đồng bào các dân tộc tại địa phương. Bắc Hà đã và đang có những bước đi vững chắc, đưa du lịch cộng đồng trở thành thế mạnh để phát triển kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Tiếp tục chương trình là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ và Phó Thủ tướng Trung Quốc đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ, trong đó hai bên cam kết giải quyết các bất đồng và tìm kiếm cách thức hợp tác nhằm đối phó với những thách thức toàn cầu. Phát biểu mở đầu cuộc gặp, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc cần giải quyết bất đồng và ngăn sự cạnh tranh dẫn tới xung đột. Theo bà, hai nước cần thông báo trực tiếp cho nhau để giải quyết và tránh những điều này ảnh hưởng xấu đến quan hệ kinh tế và tài chính giữa hai nước. Về phần mình, Phó Thủ tướng Trung Quốc cho rằng hai nước cần duy trì phối hợp trong các vấn đề như biến đổi khí hậu và kinh tế. Hôm qua, Nghị viện châu Âu EP đã bầu ông Marc Engel, người Luxembourg, làm tân phó chủ tịch cơ quan lập pháp này, thay thế bà Eva Kelly sau khi cựu quan chức này bị bắt và cách chức do dính líu vụ bê bối tham nhũng. Trong cuộc bỏ phiếu kín, đa số nghị sĩ đã bầu chọn ông Engel, 59 tuổi, đảm nhận vị trí tân phó chủ tịch EP, trong khi một số nghị sĩ chọn một thành viên khác trong Đảng Xã hội và Dân chủ cánh tả của bà Kylie. Ông Engel, một thành viên của Đảng Công nhân Xã hội Luxembourg, là cựu nghị sĩ Quốc hội nước này và trở thành nghị sĩ EP năm 2019. Bà Kylie đã bị giam giữ tại Bỉ kể từ tháng 12 năm 2022, sau khi bị bắt trong chiến dịch quy mô lớn của cảnh sát liên quan đến cáo buộc hối lộ của nhiều nước ngoài Liên minh châu Âu-EU, vốn làm rung chuyển EP. Hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã công bố ý định sẽ kêu gọi tổng tuyển cử vào ngày 14 tháng 5, sớm hơn một tháng so với kế hoạch trước đó. Phát biểu trước Đảng cầm quyền, ông Erdogan nhắc lại, ngày Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức cuộc bầu cử tự do đầu tiên vào ngày 14 tháng 5 năm 1950. Tổng thống Erdogan tuyên bố Đảng cầm quyền sẽ đánh bại các đảng đối lập trong cuộc bỏ phiếu được tổ chức cùng ngày với cuộc tổng tuyển cử năm 1950. Năm ngoái, ông Erdogan nhiều lần khẳng định tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 6. Tuy nhiên, đầu tháng này, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng cuộc bầu cử có thể diễn ra sớm hơn. Các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sắp tới sẽ là phép thử lớn nhất đối với ông Erdogan trong 20 năm qua. Với nhiều quốc gia châu Á, Tết Nguyên đán là Tết cổ truyền quan trọng nên dù lạm phát tăng cao, dịch COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn biến mất, người dân châu Á vẫn đang tích cực chuẩn bị đón một cái Tết đầm ấm sum vầy. Ngập tràn trong sắc màu đỏ vàng, không gian các khu mua sắm và vui chơi ở Singapore mang đậm không khí lễ hội ngày Tết Nguyên đán. Còn tại Trung Quốc, người người, nhà nhà bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Truyền thống này được thực hiện với niềm tin rằng việc dọn dẹp đón Tết sẽ quét sạch những điểm xấu, không may. Trong khi đó, người Hàn Quốc lại đang bận rộn mua sắm những set quà để dành tặng cho người thân và bạn bè trong dịp Tết. Đây là một truyền thống của xứ sở Kim Chi, nhằm bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn với gia đình tổ tiên. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 19 tháng 1 năm 2023. Vùng đồi núi thấp,
trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió đông cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng. Gió đông nam cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 6 đến 14 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió đông cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ từ 3 đến 8 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 6 đến 14 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về thời tiết trong tỉnh đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.